Sáng nay ngày 28 tháng 2 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp xả giao đoàn công tác của cơ quan phát triển Pháp AFD tại Việt Nam do giám đốc Heves Conan làm trưởng đoàn. Chiều ngày 27 tháng 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã có buổi làm việc với báo Gia Lai và các cơ quan đơn vị liên quan về công tác chuyển đổi số báo chí tổ chức việc Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai triển khai các nội dung công tác năm 2024. Sáng ngày 27 tháng 2 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và gặp mặt các điển hình tiên tiến. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long chủ trì hội nghị. Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu xuân giáp thìn. Phụ nữ Gia Lai hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3. 14 võ sĩ Gia Lai so tài ở giải vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia. <laughs> Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 2, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp xã giao đoàn công tác của cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam do giám đốc Heves Conan làm trưởng đoàn. Thông tin khai quát về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới được AFD quan tâm hỗ trợ tài trợ trên một số lĩnh vực như trồng rừng, công nghiệp chế biến thực phẩm, chế biến sâu, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như chè, cà phê, cao su, trái cây với những dự án cụ thể, cùng với đó hy vọng các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai sẽ đến tay người tiêu dùng Pháp và tạo được thương hiệu tại thị trường Pháp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng mong rằng tổ chức AFD quan tâm đến các dự án an sinh xã hội cho người đồng bào dân tộc thiểu số và những dự án liên quan đến y tế, giáo dục cộng đồng đồng thời khẳng định thời gian tới, tỉnh mong muốn được kết nối giao lưu, hữu nghị với Pháp thông qua các sự kiện ngoại giao, hội thảo, triển lãm, hội trợ quốc tế, làm cầu nối cho các nhà đầu tư doanh nghiệp đến Gia Lai ngày càng nhiều hơn. Dịp này, đoàn công tác của AFD tại Việt Nam cũng đến thăm một số dự án do tổ chức này tài trợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm nhà máy đường An Khê và vùng nguyên liệu của nhà máy, vườn cao su và nhà máy chế biến tại huyện Chư Bả nhà máy điện mặt trời Sơ 4. Chiều ngày 27 tháng 2, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã có buổi làm việc với Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuyển đổi số báo chí. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên thông tin, từ năm 2016, Báo Gia Lai đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi số báo chí và vận hành, quản trị tòa soạn theo công nghệ hiện đại. Đến nay, báo đã hạn chế, tối đa xử lý tin bài trên giấy mà chủ yếu thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Hiện đã tiếp cận phương thức làm báo đa phương tiện theo xu thế chung của báo chí nhiều tỉnh thành trong cả nước, cụ thể là thực hiện tốt các sản phẩm truyền hình phát thanh, podcast, tổ chức tách show, live stream, thành công một số sự kiện quan trọng của tỉnh. Trong dịp Tết Nguyên đáng 2024, Mỗi ngày có 160.000 lượt độc giả truy cập vào báo Gia Lai điện tử. Việc xây dựng mô hình toàn soạn hội tụ sẽ là một nội dung quan trọng giúp hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của báo Gia Lai. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trong Ngọc Tuấn khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy luôn ủng hộ báo Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí nhằm theo kịp các tỉnh thành trong cả nước theo tinh thần quyết định số 348 ngày 6 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch số 1430 ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo báo Gia Lai khẩn trương chủ trì xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để trình Ban Thường vụ tỉnh ủy phê duyệt làm cơ sở hướng đến xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ trong thời gian tới. Sáng nay ngày 28 tháng 2, tại trụ sở tỉnh ủy Gia Lai đã diễn ra cuộc họp triển khai một số nội dung công tác năm 2024 của tổ chức việc Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai thực hiện kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực tổ giúp việc và các đồng chí thành viên tổ giúp việc trong thời gian qua đã bám sát kế hoạch số 70 và nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc, kịp thời hướng dẫn theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 70 tại các cấp ủy tổ chức đảng đơn vị địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan thường trực tổ giúp việc và các đồng chí thành viên bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm vụ được phân công, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên liên hệ, trao đổi làm việc với cấp ủy tổ chức đảng, đơn vị địa phương được phân công phụ trách quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ các cấp ủy tổ chức đảng đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt sâu rộng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của kết luận số 21 tập trung khảo sát đánh giá ra soát thực hiện nghị quyết số 02 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh gia lai đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong đó tập trung khảo sát nắm tình hình về công tác đào tạo bồi dưỡng chuẩn bị nguồn cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 2030 cũng như công tác quy hoạch cán bộ thống nhất thành lập đoàn cũng như việc lựa chọn địa bàn tổ chức cơ sở đảng để tiến hành khảo sát, nắm tình hình việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch số 70 trong năm 2024. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và gặp mặt các điển hình tiên tiến. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long chủ trì hội nghị. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long khẳng định, thực hiện ngày biên phòng toàn dân trong 5 năm qua, các sở ban ngành địa phương đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, kinh tế xã hội khu vực biên giới có sự phát triển, số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của mọi người mọi nhà. Chính vì thế, thời gian tới các sở ban ngành địa phương đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới thực hiện ngày biên phòng toàn dân cần hướng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia dịp này bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tặng bằng khen cho một tập thể và bốn cá nhân tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc cho 37 cá nhân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân Hôm nay ngày 28 tháng 2 tại khách sạn Pleiku Palace thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư tỉnh ủy Ra Lăng Chung gửi đến các vị chức sắc chức việc các tôn giáo lời chúc sức khỏe hạnh phúc nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn. Phó Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh các chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân và cũng là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà. Những hoạt động đóng góp tích cực của các tôn giáo đã góp phần làm phong phú sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Gia Lai nói chung. Phó Bí thư tỉnh ủy Ra Lăng Chung ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các quý vị chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trong thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, Quý vị chức sắc, chức việc đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết ủng hộ, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân trong tỉnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các vị chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo tham gia buổi gặp mặt Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang tuyên truyền vận động nữ công chức, viên chức, cán bộ, hội viên phụ nữ tại cơ quan đơn vị địa phương hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo thiết thực, phù hợp phát động mặc áo dài trong ngày làm việc, dịp lễ hội, ngày kỷ niệm của địa phương và đất nước từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, đồng thời đẩy mạnh tương truyền các hoạt động của tuần lễ áo dài trên phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội. Tích cực hưởng ứng và tham gia chủ hoạt động do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh tổ chức như Hội Thi Dân Vũ, Phụ Nữ Gia Lai Duyên dáng Khỏe Đẹp, phát động phong trào tặng áo dài trao yêu thương trong toàn tỉnh, trưng bày áo dài, áo dài truyền thống, áo dài thổ cẩm Tây Nguyên, áo dài công sở cách tân, Chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra tại nhà thiếu nhi thành phố Pleiku dự kiến vào ngày 1 tháng 3. Sáng nay ngày 28 tháng 2, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, 14 vận động viên của Gia Lai sẽ tranh tài ở giải vô địch các câu lạc bộ Muay Quốc gia 2024. Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên mà thể thao thành tích cao Gia Lai tranh tài trong năm 2024. Giải năm nay diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3. Ở giải này Gia Lai có 14 vận động viên, 11 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ tranh tài ở 14 hạng cân thuộc các lứa tuổi khác nhau. Đây là giải đấu mà Gia Lai đã đăng cai vào năm 2023 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Giải đấu năm đó đã quy tụ hơn 340 vận động viên của 38 câu lạc bộ trong cả nước. Giải đấu lần này là dịp để các võ sĩ Gia Lai cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giúp các huấn luyện viên có những đánh giá tuyển chọn vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng cho các giải đấu sắp tới. Đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.